Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt tại trước cái nhà bà bị sát hại đó các bạn. Thì đây là cái nhà, có cái mộ trước nhà này. Thì các bạn khán giả kêu mình là đến khám phá cái ngôi nhà này. Thì khám phá xung quanh đây thì các bạn thấy rồi, tít tiền kia là cái nhà cách khoảng 150 mét đó các bạn. Họ sợ ma, họ thắp điện luôn, thấy không? Dạo này mấy đứa nhỏ đi chơi về nó kêu nó đi ngang ở này này, cái đường đất này nó thấy có hiện tượng ở trong này các bạn. Cái gì trắng trắng vậy ông? Có vị là cái lon hay cái gì đó. Để mình vô thử nha. Nhà này ban đêm sao ghê quá vậy ông? Nhà này ban đêm ghê quá chưa? Lon. Có lẽ là lon. Lon bia này là người ta uống người ta bỏ, chứ không phải lon phế liệu hồi bà bỏ mua giờ bỏ đâu. Hiện tại đã là 12 giờ mấy, 1 giờ rồi đó các bạn. Mà trước kia vẫn có xe chạy, thấy không? Thì cái nhà bên đây á là hồi bà chết á, là trong cái hình mình coi trong báo á, là cái tường này chưa có, mà khi bà chết là người ta sợ ma cho nên người ta xoay lên ấy. Ủa, cái dừa các bạn ơi. Dừa. Phía sau kia là nhà của người ta cách phải cỡ 300 mét á. Người ta sợ ma, người ta thắp điện sáng đêm luôn, không nhà nào cũng thắp hết không. Cái rột rột vậy ông. Ủa, nhìn cái dừa mà nó kêu rột rột, gió kêu rột nữa, là coi như cứ tưởng tượng là cái gốc dừa có y như có người leo cái dừa các bạn. Hồi này có bộ chuối nữa này, ghê không? Tiếng gì ta? Tiếng như nước chảy trước người ta. Cứ tiếng giống như tiếng nước chảy, các bạn có nghe không? Trời, đâu có mưa đâu mà có nước chảy trời. Nhà nó sợ ma đấy, nãy mình chỉ với các bạn ấy. Ồ. Bờ rào nó nhìn gớm quá à. Mình không dám ra nữa mà sợ nó đạp dừa xuống là có âm hồn, nó đạp dừa xuống là coi như là nó đạp dừa xuống là coi như là mình lỗ đầu rồi các bạn. Thì vô nhà này nha, mình sẽ lấy cái coi. Cái màn nó rung rinh đúng quá. Nhìn hình như không có rõ lắm. Cái camera này là mình mở cửa nha.
giống cái sọ quá hay, cái mặt người cái sọ quá hay, ai dễ như vậy ông, VIP vậy, giường VIP hả? Thôi mình không đến, thôi mình đến đây thì thôi mình vô mình đốt nhang cho bà nha. Hình như là hôm nay là bông cúc nó cũng hơi hiếu hiếu rồi đó là. Đây có hai cái bàn, một cái trang và một cái bàn không đĩa, thần tài đổ đĩa các bạn, thần tài đổ đĩa, mình đốt bấm lên nha. Thì bây giờ mình đốt nhang nha. Cái sẹp sẹo để như mưa người ta. Mưa các bạn ơi. Mình thấy rằng cái bàn này hình như nó hơi méo đó các bạn. Cái bàn thờ thổ địa nó hơi méo, bữa giờ mình không để ý này. Thì thôi mình tính ra nha nha. Còn mình là mình kéo nó thẳng lại nghe, nó hầu méo sò như cái tường này. Trời đang mưa mà mình phải chạy ra đó nhờ cái xe chạy ngang mình mới tỉnh đấy. Giống như ai kéo mình ngã ra ngoài đó luôn các bạn. Những lị ma kéo. Mình không 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 thấy gì luôn. Mình là ra còn chạy ra liền, giống như là có cái gì nữa kéo mình á mà mình không chưa kịp thấy. Ủa, nhìn y như con mày có cái bà. Mình đang lấy bình tĩnh bởi vì đang trời đang mưa rất là to. Cái gì vậy? Bên ngoài đang mưa tính cả luôn, mình rọi ra ngoài đi. Thứ gì ở đó đây? Mình lấy coi.
Rồi mình đi mấy camera vô nha. Rút cuộc cái gì theo đó. Cái màn nó rung rinh gớm các bạn ơi. Sau đó là cánh cửa. Sau đó là cánh cửa các bạn. Thứ gì đó ra. Cây. Sâu là cái bếp các bạn ơi, dạng như nhà bếp. Thôi mình đi về nha, mình kết thúc video đó nha.